thân chào các bạn buổi trưa tuyệt vời. Hôm nay mình live stream buổi trưa và chia sẻ đến bạn chủ đề là 10 chiến thuật đơn giản, 10 cách đơn giản để chúng ta xây dựng mối quan hệ bền chặt. Và cái chủ đề này là cái chủ đề nó xuyên suốt trong tất cả các hành trình cuộc sống, đặc biệt là các bạn làm kinh doanh, để chúng ta không có được cái cách xây dựng mối quan hệ, chúng ta không giữ được cái mối quan hệ lâu dài, chúng ta không hiểu được cái sức mạnh của xây dựng mối quan hệ, thì gần như là cái khả năng chúng ta thành công trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống là vô cùng khó khăn. Và bây giờ là những cái ngày mà giáp Tết, ai cũng bận rộn hối hả cho việc Tết. Riêng cái buổi livestream hôm nay là buổi trưa. Buổi trưa là cái buổi mà các bạn mới vừa giờ này là chuẩn bị nghỉ ăn cơm trưa, nhưng mà mình cũng canh cái giờ này để mình livestream cho các bạn. Và chúng ta trên khắp mọi miền đất nước, chắc chắn các bạn sẽ livestream trên khắp mọi miền đất nước, có ở Sài Gòn, có ở các nơi nữa, nên chúng ta cùng nhau chào nhau, giới thiệu nhau là chúng ta đang ở tỉnh nào, ở thành phố nào, ở quê hương nào, để chúng ta cùng nhau biết. Chào bạn Julia về tới Nam Giang. Chào bạn Hoàng Sơn. Chào, và chúng ta cùng nhau kết nối. Chào bạn Tấn Cường, tranh thủ đi bán chả đi em ơi. Chào bạn Phi Phượng. Bạn Phi Phượng, đúng là Phi Phượng, bạn Phi đó mất tiêu luôn. Bạn Hiếu, bạn Mandala. Mandala, cái tên của bạn khó đọc quá. Và bạn nào mà lần đầu tiên biết mình xem livestream của mình thì các bạn cũng phải comment xuống để mình cùng biết. Comment số 1 đi, để chúng ta cùng nhau biết. Chào bạn Hồ Hữu Tường Lam. Ok, vậy thì các bạn có nghe cái bài hát về Tết không ạ? Mình mở du dương không ạ? Các bạn nghe, các bạn thấy có cảm giác cái không khí Tết tuyệt vời không ạ? Em bán chợ ớt xiêm xanh nha mọi người. Ok, bạn Cường. Cái bài hát nó làm cho chúng ta nao lòng đúng không? Và chúng ta cùng nhau kết nối, chia sẻ livestream đến mọi người, và để chúng ta cùng nhau gặp nhau. Còn kinh doanh Tết tới 30 tấn luôn thầy, tuyệt vời. Kiếm được nhiều đơn hàng cho em. Chào bạn Lâm Phượng. Julia ơi, có được nhiều đơn hàng chưa? Tết này là chắc ăn Tết lớn rồi. Ok, bây giờ chúng ta đi vào chủ đề ngay ha. Nhanh thôi. Và để giảm bớt thì bây giờ mình tạm thời mình giảm cái âm thanh lại ha. Vâng, chào bạn Nguyễn Phương Lan. Chào bạn Nghiệp. Vâng, vậy thì các bạn nên nhớ rằng là để mà thành công trong cuộc sống thì cái việc mà xây dựng mối quan hệ là cái việc mà không phải bàn cãi. Và riêng ở người Việt của chúng ta thì cái mối quan hệ là cái điều nó rất là chắc chắn rồi. Đôi khi chúng ta quen nhau thì chúng ta rất là dễ mua bán và kinh doanh với nhau. Còn chúng ta lạ nhau, chúng ta không biết nhau thì gần như là cái khả năng kinh doanh mua bán nó rất là khó, đặc biệt cái truyền thống kinh doanh Á Đông. Nên những ai mà không có mối quan hệ, hoặc là mối quan hệ rất là ít, hoặc là bạn không xây dựng được cái mối quan hệ bền vững. Chào bạn Hà Văn Tư, chào bạn Lâm Phượng. Thì gần như là để thành công trong cuộc sống, thành công trong công việc thôi nó cũng đã khó rồi, chứ đừng nói là thành công trong kinh doanh, hoặc là tiến lên những cái tầng nấc nó cao hơn. Đó là điều chắc chắn. Và cái này nó, chào bạn Trương Thế Thành, cái này nó không có phải là của Việt Nam của chúng ta thôi, mà cái này là nó là bản chất của con người luôn á các bạn. Đó là bản chất của con người, ai cũng muốn thuộc về một cái nơi nào đó, nên đó là lý do mà chúng ta sống, chúng ta cần phải có gia đình. Nếu chúng ta không thuộc muốn, chúng ta không cố gắng, chúng ta không nỗ lực để thuộc về một nơi nào đó, thì chúng ta cần cái gia đình làm gì, chúng ta cần bạn bè mình làm gì. Các bạn thấy không, có những người bạn học cấp 2, học cấp 3, những người bạn trong công việc, những người bạn nơi đi làm, nơi đại học, lâu rồi chúng ta gặp nhau chỉ có quen biết nhau thôi, cũng đâu có mang gì lợi ích gì cho nhau đâu, về tiền bạc và của cải vật chất gần như không có. Nhưng mà hàng năm nhân ngày Tết về, chúng ta gặp được người bạn đó, ngồi uống cái ly cà phê, hoặc là ngồi nói chuyện với nhau, kể câu chuyện, hỏi thăm, là tự nhiên cảm giác trong lòng rất là vui. Vậy thì
cái mối quan hệ nó không, trước mắt cái mối quan hệ nó không giải quyết về cái lợi ích về vật chất đâu, nhưng nó lợi giải quyết lợi ích về tinh thần và cái con người. Chúng ta rất cần những cái nhu cầu đó, bắt buộc luôn. Con người chúng ta không thể sống đơn độc được. Một người mà sống ở một trên một cái đảo hoang và không có mối quan hệ là chúng ta sẽ điên ngay, chúng ta sẽ điên khùng ngay. Gặp nhau bạn bè tình thân lâu, gặp nhau nói chuyện nhau vài câu, gọi nhau cuộc điện thoại là các bạn thấy nó cảm giác nó cái cuộc đời nó cảm giác nó sướng hơn. Nó là con người chúng ta luôn thuộc về một cái nơi nào đó, con người chúng ta luôn thuộc một cái cộng đồng nào đó, con người chúng ta luôn thuộc một cái tổ chức nào đó, và con người chúng ta cần phải thuộc về một cái gia đình nào đó. Chúng ta không thể sống đơn độc và lẻ loi một mình được. Và nếu ai đó mà họ có mối quan hệ càng ngày càng rộng lớn thì họ càng chất lượng ra, và các bạn có cảm giác rằng là bạn bạn phát huy tài năng của bạn tốt hơn, bạn cảm giác bạn hạnh phúc hơn, bạn vui hơn, bạn trở về chính cái con người của bạn hơn, khi bạn được xây dựng mối quan hệ và bạn được thừa nhận trong một cái cộng đồng nào nào đó, bạn có cảm giác ra điều này không ạ? Chúng ta mới thực sự phát huy tài năng của chúng ta nhiều hơn, phát huy những cái tố chất con người của chúng ta nhiều hơn khi chúng ta thuộc về một nơi nào đó, thuộc về một cái tổ chức nào 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 đó, và đặc biệt cái tổ chức đó là cái nơi mà được trọng dụng chúng ta, cái nơi mà khuyến khích chúng ta, giúp cho chúng ta phát triển tài năng thì nó đó lại càng tuyệt vời nữa. Chào bạn Kiều Thị Thu Thủy, chào bạn Viên Phượng Kình, lâu quá không gặp em nha, cũng không thấy em lên Facebook luôn á. Và những người kinh doanh khôn ngoan là những người kinh doanh họ luôn biết cách gì xây dựng mối quan hệ với nhân viên. Bởi vì họ họ biết rằng họ càng làm như vậy thì nhân viên như thế nào ạ? Nhân viên họ được ấm lòng, họ được có cái sự động lực rất là tốt. Một người lãnh đạo tuyệt vời là một người phải biết cách truyền động lực cho nhân viên và phải biết làm cho nhân viên của chúng ta nó phát triển mỗi ngày. Một người lãnh đạo tuyệt vời là một người làm cho nhân viên của chúng ta nó khi nổi mỗi lần nó gặp ta là nó được học hỏi và nó cảm giác ấm áp, nó cảm giác được yêu thương, nó cảm giác được hạnh phúc. Và cái lợi là gì ạ? Cái lợi là chúng ta nó sẽ truyền cái hạnh phúc đó, cái sự yêu thương đó, cái năng lượng và cái nhiệt huyết đó cho khách hàng của chúng ta. Một người kinh doanh tuyệt vời là một người luôn xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng, kết nối mỗi ngày mỗi sâu hơn với khách hàng, luôn giữ mối quan hệ với khách hàng. Và cứ càng làm như vậy thì sao ạ? Thì cái khả năng kinh doanh và cái mối quan hệ của chúng ta với khách hàng ngày càng bền chặt hơn, và đó là cái cách mà trong thời buổi cạnh tranh này các bạn phải giữ được, các bạn phải nắm giữ được. Các bạn phải phải cái mối quan hệ gắn kết, cái mối quan hệ tử tế nó sẽ như thế nào ạ? Nó sẽ giúp cho bạn chiến thắng trong cái cuộc chơi cạnh tranh. Với mình, bạn Nguyễn Mỹ Tâm hỏi một cái câu rất là thú vị. Với mình thì mình chả quan tâm tuổi đâu. Ok, chưa ra là làm thôi. Quan trọng là chúng ta đủ kiến thức, đủ kỹ năng, đủ bản lĩnh, đủ va chạm thì chúng ta sẽ thắng. Tuổi tuổi có tuổi tốt mà không có kiến thức, không có kỹ năng thì cộn tiêu. Vậy nên mà lại tiếp tục, nên là người nào mà giúp họ giúp. Bạn nói là mình mặc áo đẹp, cái áo caro, cái màu nó chìm. Người nào mà họ giúp, giúp gì ạ? Họ họ biết cách đầu tư vào những cái mối quan hệ, là những người đó là những người rất là khôn ngoan. Họ biết gìn giữ cái mối quan hệ, là những người rất là khôn ngoan. Và các bạn thấy những con người đó họ rất là tình cảm, họ rất là văn minh, họ biết cái sự phát triển của trong xã hội. Còn các bạn thấy những cái con người nào mà họ không biết xây dựng tình cảm á, họ không sống với ai được á, ít người chơi với họ, là các bạn thấy những con người đó họ tụt lùi, họ các bạn thấy họ cũng thiếu cái nguồn năng lượng sống và chả bao giờ họ phát huy được cái nguồn năng lượng của họ hết. Nên là cái mối quan hệ là nó thúc đẩy gì ạ? Nó thúc đẩy cái tinh thần chúng ta cộng tác với nhau,
nó thúc đẩy cái tinh thần chúng ta kết nối với nhau. Cảm ơn bạn Giang Kim Cúc. Nó thúc đẩy cái sự giao tiếp, cái sự liên thông với nhau giữa con người với con người, nên là nó làm cho chúng ta hiểu nhau hơn, gắn kết với nhau hơn. Và đó là lý do mà từng đầu tiên để chúng ta cùng nhau đi được trong cái hành trình, trong công việc cũng như trong cuộc sống nó tốt không. Bạn Đào nói là gia đình em không có truyền thống kinh doanh, nhưng nhờ thầy em mà em không sợ kinh doanh nữa. Ok, chào bạn Kim Đào. Kinh doanh nó rất là hay và nó ý nghĩa em. Em đã đi làm công tốt thì chắc chắn là em làm kinh doanh tốt. Bởi vì kinh doanh nó là một cái nghề, cũng giống như đi làm công thôi. Nên là các bạn thấy người nào mà họ làm cái công việc, trong thời gian họ làm cái việc họ tận tâm, thì khi họ đã làm kinh doanh họ cũng tận tâm. Người nào mà cái thời gian mà họ đi làm công, họ làm nhân viên, họ tìm cách qua mặt ông chủ, họ tìm cách đối phó, thì họ đang luyện cho con người họ cái tính đối phó. Khi họ ra kinh doanh thì họ cũng đối phó với khách hàng, họ đối phó với nhiều, rồi cuối rốt cuộc cái cuộc sống họ nó cũng không đâu đến đâu hết. Vậy thì vừa rồi mình có nói với các bạn những cái lợi ích của việc chúng ta xây dựng được cái mối quan hệ giữa con người với nhau. Và chúng ta trân trọng, quý trọng những cái mối quan hệ đó, thì các bạn thấy nó giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống, và đặc biệt trong kinh doanh, nó đưa bạn lên một tầm cao mới. Bạn Từ Ngôi nói ra là với người ngại giao tiếp thì sao ạ? Thì rất là tuyệt vời, bạn hãy đi ra ngoài, bạn tham gia cộng đồng nhiều hơn. Bạn ngồi ở nhà hoài thì bạn ngại thôi. Chúng ta là con người mà, chúng ta sẵn sàng lao ra để giao tiếp với người khác. Không ai ngại giao tiếp hết, có điều là bạn không chịu giao tiếp và bạn không đi vào quy trình đó. Bởi vì bạn có cái miệng mà, đúng không? Bạn cũng đẹp trai mà, bạn cũng có cái tay cái chân mà. Bản thân mình nói cà lâm nè, mà mình vẫn cứ live stream bình thường. Cái vấn đề ở đây là không ai ngại giao tiếp hết, mà vấn đề ở đây là chúng ta không chịu đi vào cái quy trình đó và chúng ta không chịu làm. Và ngay bây giờ đây, Hình Quốc Vẫn làm sao để hai bên tin tưởng lẫn nhau trong kinh doanh? Vậy thì mình phải xem lại cách ăn, cách sống, cách ở của mình. Nếu mà hai bên không tin tưởng nhau thì đó là do cách ăn, cách sống, cách ở của mình. Mình ăn, mình sống, mình ở kiểu gì mà người ta không có tin mình. Do cái hành vi của bạn, do cách làm của bạn, do cách sống của bạn. Nó là người ta sẽ không tin mình. Do cách bạn đối xử với người ta, do cách làm ăn, do cách nói chuyện. Nó nhiều yếu tố nó hội tụ lại, vâng. Và bây giờ mình gửi đến các bạn 10 điều. Điều thứ nhất, các bạn nào rảnh thì nốt vô, các bạn nào có tập thì nốt vô, nếu không có tập thì các bạn nốt trực tiếp lên trên cái live stream này luôn. Các bạn đừng cứ ngồi im nghe. Ngồi im nghe năng lượng của bạn nó đi xuống liền. Mà các bạn gõ bàn phím này, ghi ghi nốt nốt nè, thì tự nhiên bạn thấy bạn nghe cái live stream bạn hứng thú lắm. Và các bạn có thể là chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để bạn nghe đi nghe lại, và những người chung quanh. Hiện tại em không tin đối tác thì làm sao? Ok chưa? Ok, vậy là do cái sự nghi ngờ của em nó quá lớn. Đó. Bạn không tin người khác mà bạn đòi người khác tin mình, cái chuyện vô lý quá. Bạn Hồng cũng vẫn tức là bạn đang làm ăn nhưng mà bạn đang có những cái cách nghĩ và cách tư duy có vẻ là chưa được phù hợp lắm á, bạn vẫn rồi. Cái hình như là cái cách này là không phải là cái cách tư duy và bản lĩnh của người làm kinh doanh đâu ạ. Làm ăn kinh doanh mà nghi ngờ người khác là bạn đang truyền tải một cái năng lượng đó. Nếu mà bạn gặp mình thì mình cũng không muốn gặp bạn luôn, bởi vì bạn đang truyền tải một cái năng lượng nghi ngờ đến người khác, và cái điều đó là hoàn toàn không tốt chút xíu nào cho bạn, không tốt cho bạn đó. Tiếp tục ha. Vậy điều thứ nhất nè, bạn hãy trở thành người tích cực. Muốn xây dựng mối quan hệ tốt với người khác thì bạn phải ở cái thế của người tích cực, chứ không phải ở cái thế của người nghi ngờ, giống như bạn Vẫn vừa rồi chia sẻ. Chào bạn Trần Điền. Chúng ta phải ở cái thế một cái người rất là tích cực, luôn suy nghĩ tích cực về người khác, luôn tin tưởng vào những người khác, luôn trao những cái năng lượng, những cái thiện cảm về những người khác. Không ai mà sẵn sàng xây dựng mối quan hệ với ta khi ta là một người luôn nghi ngờ và đang nghi ngờ người khác, khi ta là một người vô cùng tiêu cực, vô cùng phán xét người khác,
Không ai muốn trở thành quan hệ với một người nó như vậy cả. Ai cũng muốn đi chung, làm ăn, ngồi nói chuyện, tương tác, làm quen với một người tràn đầy sự tích cực, tràn đầy cái khả năng chia sẻ, cái khả năng mà kết nối và luôn cho đi những cái lời khuyên, những cái kinh nghiệm, những cái điều tuyệt vời. Dĩ nhiên ai cũng rất là ok chưa? Bạn tự mâu thuẫn với nhau rồi, bạn hình cũng vẫn, bạn hãy xem những cái comment của bạn á. Bạn không cần phải trả lời mình những cái gì mình nói, thì bạn học được cái gì thì bạn học, chứ bạn không cần phải là đi giải thích với mình. Giải thích với mình bạn không giải quyết được cái vấn đề gì hết. Cái vấn đề ở đây á là bạn hình quốc vẫn, bạn phải đi giải quyết vấn đề của bạn, chứ không phải là bạn đi trả lời những câu hỏi của mình. Ok không à? Bạn Vĩnh ơi, bạn Vĩnh ơi, chào bạn Vinh Quách. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Tức là chúng ta phải luôn năng lượng, luôn tích cực, luôn cho đi những cái điều tuyệt vời. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải giữ lửa được trong con người của mình. Nếu các bạn muốn xây dựng cái mối quan hệ bền vững, ví dụ là chúng ta lúc đầu chúng ta đến với người nào đó, chúng ta cũng đến ào ào, rất là vui, tay mắt mặt mừng, bởi vì thấy rằng là một cái con người nào đó họ có một cái lợi ích gì đó, chúng ta muốn kết nối với họ để làm gì, phải không? Để gì à? Để có được cái lợi ích gì đó. Nhưng mà có thể là sau một cái thời gian kết nối, chúng ta không đạt được cái mục tiêu như chúng ta mong muốn. Cái chúng ta như thế nào à? Hoặc là làm ăn với nhau, chúng ta không hỏi rõ ra những cái điều chúng ta cần, và sau một thời gian chúng ta tỏ vẻ chúng ta hoài nghi, đa nghi người khác, những cái tính như vậy. Và các bạn nào mà làm ăn với những người có những cái tính cách như vậy thì mình khuyên các bạn cũng đừng có nên làm ăn với người này. Bởi vì sao? Cái tính đa nghi, cái tính nó không rõ ràng, cái tính không có cái việc gì, không có nói rõ ràng ra cái việc đó, nó phá hủy cái mối quan hệ các bạn, nó phá hủy hết, nó làm cho cái mối quan hệ nó không đau đến đâu hết. Nó là một trong những cái tính cách tuyệt vời nhất là chúng ta cần phải rõ ràng, cần phải nói ra được những suy nghĩ của mình, cần phải luôn luôn tích cực và suy nghĩ về đối tác của ta tích cực. Có thể là đối tác của ta không tích cực với ta, cũng có thể là đối tác của chúng ta chưa ok ta, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải luôn luôn tích cực. Các bạn phải nhận ra điều này. Ok, cái điều thứ nhất các bạn có nắm ra được chưa? Nếu nắm ra được rồi thì các bạn comment xuống, các bạn nói là cái điều này rất là tuyệt vời. Cái điều thứ hai là chúng ta phải nói chuyện một cách khá trung thực, tính nghi, tính nói không rõ ràng. Ok, chúng ta phải nói chuyện một cách rất là trung thực. Tức là ở trong bán hàng các bạn, trong bán hàng thì một trong những cái tiêu chí mà khách hàng đánh giá chúng ta cao nhất, đó là cái tiêu chí gì? Chúng ta phải luôn trung thực, luôn trung thực với khách hàng. Và đó là cái cách mà chúng ta làm ăn bền vững. Cái cách làm ăn bền vững. Tối hôm qua mình cũng có dịp mình ăn cơm tối với gia đình bạn Vi và bạn Quảng. Thì nghe bạn Vi cũng ra kinh doanh cũng khá lâu rồi. Và bạn Vi kinh doanh về môi giới bất động sản. Và bạn chia sẻ với mình là những năm qua mà em làm ăn tốt, hai gia đình bạn làm ăn tốt lắm các bạn. Và bạn cũng đã chia sẻ với mình là trong những năm qua mà cái khách hàng của em nó làm ăn tốt là do là em luôn nói những cái điều mà ví dụ như cái dự án nó không tốt là em nói thẳng là dự án nó không tốt, em cảnh báo cho khách hàng mọi thứ đó. Đó là lý do mà khách hàng họ làm ăn với em, họ theo em từ đó đến giờ. Họ không có gì cơ bỏ em, và họ đã quen với em rồi là họ đi từ đó tới giờ. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Cái đó là cái chia sẻ của những người có kinh nghiệm đó. Tức là họ luôn bảo vệ cái đàn, họ nói trung thực, họ không có nói quá, họ không có nói dối, họ không có nói hay. Nhưng mà những người mà không có kinh nghiệm, những người mà ham làm giàu nhanh á, là họ hay đi nghe những cái người mà nói hay, chứ họ không có thích những người nói chuyện trung thực.
ok chào bạn Nguyễn Thị Linh. Họ nghe những người mà nói làm sao kiếm tiền để dụ họ thì họ nghe, còn những người mà nói chuyện trung thực thì họ không có nghe. Và những cái người đó thì họ luôn gì ạ? Họ luôn mắc bẫy, họ mắc bẫy rất là nhiều. Nó là chúng ta cần nói chuyện để xây dựng mối quan hệ lâu dài. Mình đang nói các bạn là xây dựng mối quan hệ lâu dài, mối quan hệ bền vững và lâu dài. Mình đang nói các bạn cái góc nhìn đó, tức là cái góc độ làm ăn tử tế và lâu dài đó. Mình đang nói với bạn cái góc độ đó. Vậy thì hồi nãy giờ cái chia sẻ thứ hai của mình các bạn thấy nó tuyệt vời mà, nó tuyệt vời thì các bạn comment xuống các bạn nói điều này rất là tuyệt vời. Và cái thứ ba là phải luôn đúng giờ. Phải luôn đúng giờ. Ghét nhất là những người trễ giờ. Bạn đồng ý không ạ? Chúng ta đã hẹn rồi mà chúng ta lại đi trễ và bắt đầu lý do đủ thứ á. Các bạn có đồng ý là ghét nhất là những người trễ vào giờ không ạ? Họ đã hẹn làm ăn với chúng ta rồi, họ đã hẹn giờ giấc đó rồi mà trễ giờ, và đúng không các bạn? Mới cứ nói chuyện với nhau, mới chơi nhau mà đã trễ giờ thì làm sao mà chúng ta chấp nhận được? Khi mà làm ăn lớn với nhau thì làm sao mà chúng ta chấp nhận được một người mà trễ giờ được? Các bạn đúng không? Mới hẹn nói chuyện với nhau đã là không đúng giờ rồi, không có đúng như cái lời hứa là đúng cái giờ đó chúng ta gặp nhau, và cứ lấy lý do là do kẹt xe, lý do là do việc bận quá, những cái lý do đó là những lời nói dối hết các bạn ơi. Nên chúng ta cần phải đúng giờ. Mình đang đứng ở trong cái cửa nhà mình nhìn ra và cái view rất là đẹp, các bạn cứ mong muốn để mình cho các bạn thấy cái view ngoài kia mà. Buổi trưa nắng nóng rất là đẹp rồi các bạn. Rất là đẹp. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái view rất là đẹp. Mình đang đứng ngay cái cửa luôn và mình nói chuyện đó. Cái phía bên kia là cái sông Sài Gòn các bạn. Cái chỗ mà mảnh đất xanh xanh đó, cây không là Thanh Đa đó, lúc xưa mình ở đó. Các bạn nào mà đọc cái quyển sách đó, mỗi ngày một chút thôi của mình đó, hoặc là cái quyển vực lớn mình có nói Thanh Đa đó là bên đó đó. Ok, chứ bây giờ thì mình ở quận 2 cái khu Thảo Điền nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp. Cái đây là cái view phía bên này. Các bạn có muốn cho mình cho các bạn xem view bên kia mà. Cái khu này thì nó rất là mát mẻ. Cái khu này rất là mát mẻ. Mình sẽ cho bạn nhìn cái view ở phía bên này. Cái đây là cái phòng làm việc của mình. Ngay mình đang cho các bạn xem từ cái phòng làm việc của mình. Cái phòng làm việc mình nó hai view. Mình ngồi mình nhìn hai view. Các bạn thấy đây là cái view ở cái góc phía bên này. Ở phía này thì cái chỗ này nó luôn trong xanh và mát mẻ các bạn. Và ở dưới này nó có cái hồ này, nó có cái hồ này các bạn. Các bạn thấy không, cái hồ này. Cái hồ rất là nhiều quá này. Cái công viên rất là lớn này. Các bạn thấy không, cái công viên rất là lớn này. Thì mỗi sáng các bạn thấy mình chạy thể dục, mình chạy thể dục một cái vòng qua một cái vòng cung rất là rộng. Sáng nào mình cũng chạy mấy vòng. Cái công viên nó rất là rộng. Ok, đó. Các bạn thấy chưa? Tức là mình thì mình có một cái ưu tiên là cái nhà làm việc của mình thì mình luôn trong nhà mình là luôn có một cái phòng. Làm gì làm trong cái nhà là ưu tiên có một cái phòng làm việc, và cái phòng đó là cái phòng mà nó phải có. Cái này là cái thói quen của mình. Bất kỳ kiếm nhà ở đâu, làm nhà ở đâu là mình phải ưu tiên có một cái phòng làm việc tuyệt vời nhất. Tại vì vào trong cái phòng làm việc đó mình ngồi, mình thăng hoa. Các bạn thấy, nhiều lúc mình đứng, mình nhìn, mình cũng thích đó. Rất là mát, bạn Hà Võ ơi, khỏi cái bàn rồi. Nhiều lúc mình đứng, mình nhìn không, mình cũng thích đó. Thì như vậy, cái cảm xúc mình nó mới lên. Và mình làm việc nó mới đã. Các bạn hiểu chưa? Nó là nhà bạn vậy, các bạn cũng phải đầu tư. Phòng làm việc, cái văn phòng làm việc nó phải đạt đỉnh thì chúng ta mới làm việc được tốt được. Chúng ta có năng lượng cao thì chúng ta mới làm việc tốt được. Vừa rồi là mình nói cái điều thứ ba đúng không? Chúng ta cần phải đúng giờ. Nếu mà chúng ta mà không đúng giờ thì dẹp đi, chúng ta không có làm ăn gì được với ai đó. Chào bạn Hổ. Chính xác, nhà mình thì mình đang chọn cái view đẹp. Cái view của nhà mình là view đẹp số 1 luôn.
Hiện tại mà ai mà muốn có được cái view nhà mình đây là họ phải trả rất là mắc tiền để họ mới có được cái view này. Ok, bây giờ mình lại vào tiếp. Cái điều thứ tư là chúng ta phải biết gì? Nói cái từ cảm ơn và làm ơn. Các bạn biết một trong những cái điều mà nhân viên nó ghét chúng ta là chúng ta không có trân trọng nó. Chúng ta không trân trân trọng nhân viên của mình, chúng ta không trân trọng nhân sự của mình. Đó là gì ạ? Chúng ta thiếu đi cái sự cảm ơn người nhân viên của mình. Thiếu đi cái sự thông cảm, thiếu đi cái sự trân trọng. Khi bạn cảm ơn hoặc là bạn nói làm ơn là bạn nhờ ai đó làm việc gì, là nghĩa là khi đó bạn rất là trân trọng cái gì à, cái điều mà người đó đã đóng góp cho tổ chức của công ty của chúng ta. Có khi nào bạn cảm ơn nhân viên của mình chưa? Có khi nào bạn cảm ơn những người xung quanh, cảm ơn thật lòng á, chứ không phải cảm ơn đầu môi múa miệng đâu. Người nào mà họ luôn biết cái lòng cảm ơn, họ luôn ghi nhận lòng cảm ơn thì họ sẽ nhận được nhiều nữa. Bởi vì những người mà giúp họ đó, những người mà song hành với họ đó, những người đó họ lại thích giúp những con người đó tiếp tục nữa. Vậy thì bạn muốn có mối quan hệ tốt thì bạn phải trân trọng những cái mối quan hệ của mình bằng những gì ạ? Bằng những cái từ ngữ rất là tuyệt vời. Cảm ơn em đã làm việc đó. Những ngày gần Tết này các bạn có cảm ơn nhân viên của mình không? Các bạn có cảm ơn người vợ của mình không? Các bạn có cảm ơn con của mình không? Các bạn có cảm ơn cha mẹ của mình không? Các bạn có cảm ơn những cái người bạn xung quanh mình không? Chúng ta hãy nói những cái lời cảm ơn chân tình. Thì tất cả những con người đó họ muốn giúp bạn nữa, và họ muốn giúp bạn nữa, họ muốn hỗ trợ bạn nữa. Bởi vì sao à? Bởi vì cái gì họ cho đi đó, họ trao cho bạn, họ cảm giác được trân trọng. Một người nhân viên nó sẽ rất là quý cái người sếp, nó luôn nhớ cái người sếp dù nó đi đâu. Là nó luôn quý những cái người sếp, luôn luôn trân trọng nó, luôn luôn nghĩ về nó, luôn luôn ghi nhận những cái sự đóng góp của nó cho cái tổ chức của chúng ta. Cho bạn Phạm Hồng Thái. Các bạn hình dung chưa? Đồng ý ra điều này chưa? Đó là cái điều thứ tư. Cái điều thứ năm là hứa ít mà làm thì nhiều. Nói ít chứ. Bạn muốn xây dựng mối quan hệ tốt mà bạn nói thì bạn nói trên trời dưới đất, thậm chí nổ phay phay luôn, mà làm thì ít. Thì không ai tin tưởng những con người đó. Làm thì ít mà nổ thì phay phay vậy đó. Tức là họ nói rất là giỏi nhưng mà họ làm thì không ok. Nói cái gì thì cũng biết, động tới gì cũng biết nhưng mà làm thì không ok. Thì không ai thích những cái mối quan hệ đó. Đụng tới họ là họ nói là họ ngon, họ hay, nhưng mà thực sự cái mà họ làm được cho người khác thì họ không có. Thậm chí không có cái gì hết. Thì các bạn an tâm đi, những con người như vậy họ không có mối quan hệ đâu, họ không bao giờ có mối quan hệ tuyệt vời đâu. Như là vừa rồi mình chia sẻ bạn đến điều thứ năm. Nhanh thôi các bạn, hãy xem không kịp thì chia sẻ về nhà các bạn để gì à? Để các bạn như thế nào rồi? Các bạn bạn tùy ngô, nhân viên không bao giờ thấy đủ thôi, cho dù tốt với họ nhiều người cũng đâu có biết ơn mình. Ok. Cái suy nghĩ của bạn tùy ngô như vậy thì bạn làm lãnh đạo được là chết liền luôn á. Ok chưa? Bạn tùy ngô, bạn nếu mà bạn suy nghĩ vậy là cái tư duy bạn nó đang bị đòi hỏi đó. Bạn nói rằng là cho dù với họ nhiều người cũng đâu có biết ơn mình đâu. Bạn tùy ngô, bạn đang có cái tư duy đòi hỏi người ta phải trả lại bạn, là cái tư duy này là một trong những cái tư duy mà gọi là tư duy chả muốn giúp người khác. Cái nhiệm vụ của ta là ta phải cảm ơn nhân viên, nhiệm vụ của ta là chúng ta phải đối xử với nhân viên, còn họ có đối xử tốt với chúng ta hay không là một việc khác. Không không không, không phải là ta đối xử tốt với họ là bắt họ phải đối xử tốt với ta. Không phải là bạn đi đi giúp một người ăn xin rồi bạn phải bắt cái người ăn xin đó phải cảm ơn bạn. Không phải bạn đó,
Bạn nói bạn thương vợ là bạn bắt vợ bạn phải thương, thương, thương bạn. Cái đó không được gọi là thương, mà cái đó gọi là trao đổi. À, bạn tuyệt ngô, bạn hình dung không? Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải cảm ơn vợ. Còn vợ có cảm ơn ta không? Đó là việc khác. Đó là việc của vợ. À, nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta thấy một người ăn xin, chúng ta cho họ cái đồng, thì đó là cái của chúng ta cần cần phải gì ạ? À? Chúng ta ở phía trong chúng ta giúp. Còn họ có cảm ơn ta, đó là việc của họ. À, nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải ghi nhận những công sức, những nền tảng nhân viên nó đóng góp cho tổ chức của chúng ta, chứ không phải rằng là à, chúng ta bắt họ phải tốt lại với ta. Cái đó nó không phải là như vậy. Và người nào mà làm như vậy là bạn bắt người ta phải ràng buộc, bạn thề người ta phải trung thành với mình, bạn bắt người ta phải yêu quý mình. Cái đó là không được, cái tư duy đó là không được. À, nó là cái, nếu bạn nào mà qua cái live stream này mà bạn thay đổi được cái góc nhìn trong tư duy á, thì cuộc sống nó bạn nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ tốt hơn, nó sẽ ok hơn. À, à, và nó như thế nào ạ? À? À, chúng ta phải hữu ích nhưng mà chúng ta làm nhiều. À, chào bạn Trúc Linh Phượng. À, cảm ơn bạn Trúc Linh Phượng nhiều. À, vâng, và hồi nãy giờ mình nói cũng nhiều rồi đúng không? Còn 5 yếu tố nữa. 5 yếu tố nó 10 yếu tố rồi mà. Mình dừng lại, mình quảng cáo về mình một chút xíu. Có một số bạn chưa biết về mình. Mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hiện tại mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân Be Training. À, cái khóa học nổi tiếng của mình là khóa học làm chủ doanh nghiệp. À, cái chữ Be Training mình đưa cho các bạn xem ha. À, nó hơi ngược. À, nhưng mà bây giờ mình bấm cái máy lại là các bạn sẽ thấy nó hết ngược ngay. À, các bạn, cái chữ Be Training. Be Training, Vườn Ươm Doanh Nhân Be Training, mình thành lập nó năm 2009. À, và cái đây là cái khóa làm chủ doanh nghiệp, là cái khóa học rất là nổi tiếng của mình. Mình đã chia sẻ 9 năm nay. Ừ. Và trong những ngày cuối năm này, à, từ đây tới Tết mình rảnh nên mình sẽ live stream nhiều hơn. Mình sẽ live stream rất là nhiều. À, mình sẽ live stream vào buổi tối. À, tuy nhiên mình live stream trên online để cho các bạn có cơ hội học. Những các bạn khắp mọi miền đất nước sẽ học cái khóa làm chủ doanh nghiệp trên online. Tuy nhiên mình lấy học phí, những người mà không trả phí họ không có trân trọng đâu. À, nên là mình sẽ lấy phí. À, bạn nào quan tâm học cái khóa đó là 500.000 trên khắp mọi miền đất nước, các bạn chỉ cần live stream và các bạn sẽ được học thôi. Tối nay mình sẽ live stream trong cái group mua sách. À, trong cái group mua sách. À, những cái khóa học và những cái quyển sách của mình, cái quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Quyển sách thứ hai là Mỗi Ngày Một Chút Thôi, chia sẻ 101 bài học trong kinh doanh. Quyển sách thứ ba là quyển sách bán hàng online ngay, à, chỉ cho bạn cái cách làm online. Và quyển sách thứ tư là quyển sách Beyond the Way, cái quyển này bằng tiếng Anh. À, thì ngay bây giờ bạn nào xem livestream này, bạn sở hữu đăng ký mua 3 cái quyển sách bằng tiếng Việt này trên khắp mọi miền đất nước, trên khắp mọi miền đất nước. À, thì sách sẽ được gửi đến nhà bạn. À, sách sẽ được gửi đến nhà bạn. À, thông qua gì ạ? À? À, các cái hệ thống chuyển phát nhanh. Ba quyển sách này là 330.000, là đúng cái giá sách luôn, free ship cho bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn sẽ được add vào cái group. À, trong cái group đó thì tối nay mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái lớp khởi nghiệp kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước các bạn học. Ok chưa? Các bạn sẽ được chia sẻ vào trong cái group đó. Các bạn nào muốn học lớp làm chủ doanh nghiệp trên online bằng live stream như mình nói như vậy, dĩ nhiên mình chia sẻ trong group, thì học phí nó là 500.000. Các bạn muốn học thì các bạn add cái số Zalo 0937939598, các bạn làm việc với bạn phụ trách đó và vào trong group. Nên là các bạn ở xa, ở các tỉnh thành xa xôi, các bạn không cần phải bay về Be Training ở thành phố Hồ Chí Minh, mà các bạn ngồi các bạn học và mình hướng dẫn từng bước thì các bạn cũng sẽ hiểu được cái cách làm kinh doanh. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào muốn mua sách thì các bạn comment số điện thoại xuống, thì sách sẽ được giao đến nhà các bạn. Ok các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp. À, bạn nào có 3 quyển sách rồi thì sẽ nói có đường link sẽ gửi cho các bạn. Các bạn nào trả lời được thì các bạn được add vào group. Ok. À, chào bạn Nguyễn Ngọc Hổ. Bạn cần phải tập trung luyện công nhiều bạn Hổ ơi. Ok, rồi tiếp tục.
mà lại tiếp tục. Thứ sáu, thứ sáu là bạn phải luôn có cái tâm thức là khiến cho người khác họ cảm giác họ tốt hơn, họ phát triển hơn, họ nhiệt huyết hơn sau khi họ gặp bạn. À, thứ năm thầy có đứng lớp nào không? Thứ năm này không có lớp em. Thứ năm này không có lớp. Nghỉ Tết rồi, chính thức nghỉ, nghỉ Tết rồi. Các bạn nào có ba quyển sách rồi thì các bạn comment, thì sẽ gửi link cho các bạn. Tuy nhiên muốn add vào link thì phải trả lời được những câu hỏi trong link. Để loại những bạn mà không có sách thì không bao giờ trả lời được. À, nó là những bạn mà không có sách á, thì các bạn có bấm vào link các bạn cũng không có trả lời được những cái câu hỏi đó đâu. Bởi vì và bạn nào mà trả lời được á thì chắc chắn là các bạn có sách thì mới được duyệt vào trong group đó. Ok rồi, tiếp tục mình lại. Điều thứ sáu là phải khiến người khác họ tuyệt vời hơn, họ vui vẻ hơn, họ tích cực hơn, họ phát triển hơn. Thì họ mới như thế nào à? Họ mới yêu quý các bạn được. Họ mới yêu quý các bạn được. Họ muốn xây dựng với các bạn được. Họ muốn đi chơi với các bạn bạn được. Họ muốn làm ăn với các bạn được. Các bạn thôi như chưa? Còn nếu mà gặp bạn cái họ mệt hơn, họ nghe bạn toàn là rên rỉ than thở không à. Bạn chả chỉ cho họ được cái con đường gì hay ho hết. Gặp bạn cái bạn đòi bán hàng không à. Họ cũng không thích đâu. Các bạn thôi như chưa? Quan trọng là các bạn không bạn quan trọng là bạn phải phát triển hơn thì họ mới muốn gắn kết với bạn lâu dài hơn chứ. Gặp họ cứ đòi bán hàng, gặp họ cứ đòi gì à, cứ nói toàn là những lời tiêu cực rồi cứ bàn ra không. Cuộc sống mà nếu mà các bạn cứ bàn ra như vậy thì làm sao mà các bạn phát triển được. Các bạn nào ngồi thì các bạn nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn. Các bạn nhớ bấm like nhé, chia sẻ livestream hoặc là tag bạn bè mình nó vào, nó xem này nó tốt hơn thì tự nhiên nó tuyệt vời hơn. Các bạn hình dung chưa? Mà muốn gì à? Muốn ép giá trị người khác thì các bạn phải siêng học hỏi, phải siêng đọc sách, phải phát triển thì chúng ta mới có đủ kinh nghiệm, chúng ta có đủ những cái giá trị, chúng ta có đủ những kiến thức, chúng ta có đủ những kỹ năng để chúng ta chia sẻ đến với những con người đó. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ như thế nào đụng tới cái gì cũng không biết, nói cái gì cũng không biết thì làm sao được. Ok, chào bạn Hoàng Nguyễn. Em comment số điện thoại xuống thì chút chiều các em nó sẽ gửi, nó gọi điện, nó gửi cho em, sẽ gửi sách cho em. Các bạn nào mua sách thì các bạn cứ comment số điện thoại xuống. Các bạn có nhận ra cái điều nào không ạ? Cái điều thứ bảy là chúng ta cần phải chu đáo và thân thiện hơn. Chu đáo là sao ạ? Chu đáo nghĩa là biết quan tâm đến người khác đó. Nghĩa là mình cần ok bạn Thiện Phan, chiều các em nó sẽ gọi cho. Nghĩa là chúng ta phải biết quan tâm đến người khác đó. Như thế này là quan tâm đến người khác. Mình cũng là vui là mình có mối quan hệ rất là tốt và mình xây dựng mối quan hệ rất là nhiều đối với anh em. Mình có những cái là mỗi lần mà đi nước ngoài, ví dụ mỗi lần mà đi nước ngoài đi, mình ví dụ vậy, thì mình hay như thế nào mình hay hay tìm những cái món quà, tìm những cái món quà, món quà tinh tế thôi, món quà nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như là vừa rồi mình đi Brunei thì cái đồng tiền Brunei nó có giá trị, nó rất là giá trị, thì mình đổi ra một sắp nè, đồng 2 đô á, mình về mình tặng cho những cái bạn mà khát khao làm giàu đó, khát khao sưu tập tiền đó, các bạn không hiểu chưa? Thì những bạn đó họ rất là quý mình. Vừa rồi mình đi London cũng vậy, năm vừa rồi mình đi London, mình đổi ra cái đồng xu bảng Anh á, đồng 2 bảng Anh á, nhiều lắm, một cọc vậy. Mình về mình tặng cho các bạn. Và chắc chắn vài ngày nữa thôi, gần đến Tết rồi, mình chuẩn bị mình đi Hà Lan. Và chắc chắn đến nước đó mình cũng sẽ đổi ra một loạt tiền. Một loạt những cái đồng tiền đó, một loạt những cái gì những cái món quà rất là đặc biệt, và mình về mình sẽ tặng cho những cái người bạn rất là đặc biệt của mình. Ý ở đây mình muốn nói nó như vậy á.
Chào bạn Hồng, cảm ơn bạn Phạm Hồng Thái, tuyệt vời. Em đã quan tâm hoặc là mình gặp rất là nhiều bạn, họ có những cái mối quan tâm rất là tuyệt vời. Ví dụ như là bạn Nguyễn Hoàng Liên Phương ở Bình Dương. Các bạn nào vào Facebook của mình, các bạn tới Liên Phương thỉnh thoảng vào Facebook của mình comment á. Các bạn cho vừa rồi Liên Phương thấy mình có cái gì, có cái ban công đẹp, và bạn gửi tặng cho mình 4 cái chậu hoa sứ. Cái đó gọi là quan tâm và chú đáo. Hoặc là vừa rồi bạn gửi cho mình ba cái hũ đó là dinh dưỡng ở bên New Zealand gửi về đó. Bạn gửi cho mình, tức là có những con người họ rất là quan tâm và họ rất là chu đáo. Thì các bạn cứ suy nghĩ đi, những cái mối quan hệ đó các bạn thấy là nó tuyệt vời, mà chúng ta sẽ giữ rất là lâu dài, làm sao mà nhạt phai được. Và hồi nãy mình đã nói cái sức mạnh của mối quan hệ rồi đó, nó rất là to lớn. Mình đi tiếp. Cái điều thứ 8 là để xây dựng mối quan hệ tốt thì bạn cần có cái khả năng lắng nghe tuyệt vời, luôn lắng nghe người khác. Có những người là bạn không có khả năng lắng nghe, bạn cứ nói bô bô hoài. Thầy ơi, em muốn mua thêm sách, em qua bên lấy được không thầy? Được em. Em muốn mua thêm sách, em muốn mua thêm sách em bán hay sao vậy? Em mua thêm sách em bán lại hay sao em? Thì khi nào em qua em báo nha. Ok ông bạn Mai Nguyễn. Vì thì cái khả năng lắng nghe, có nhiều bạn cứ ngồi là nói bô bô và người ta góp ý mình, người ta muốn chia sẻ với mình thì bạn lại không có nghe. Ok bạn Bùi Kim Đông, bạn Võ Thành. Ok chào các bạn. Chào bạn Diễm Châu, chào bạn Trang Nguyễn. Lắng nghe ở đây là chúng ta phải thật sự lắng nghe, chứ không phải là trong thời gian chúng ta lắng nghe là chúng ta suy nghĩ cái câu. Không phải thời gian chúng ta suy nghĩ những cái câu để gì à, để trả lời lại đâu. Vậy bạn Mai Nguyễn không cần, nếu mà em thấy không ấy thì em cứ cho mình số điện thoại của cái bạn đó. Rồi bên mình gửi ship trực tiếp tới nhà bạn đó luôn em. Khỏi mất công chạy tới chạy lui, chỉ sợ em sợ em bận thôi. Các bạn chưa, lắng nghe ở đây là chúng ta phải thật sự lắng nghe để hiểu người bạn của mình, hiểu cái mối quan hệ của mình, chứ không phải vừa ngồi nghe mà vừa trong đầu thì suy nghĩ cái câu để trả lời lại, thì như vậy đâu có gọi là lắng nghe. Ok chưa. Cái thứ 9 là phải vô cùng nhiệt tình. Bạn phải nhiệt tình trước, chứ không phải là bạn bắt người khác nhiệt tình cho mình rồi mình mới nhiệt tình lại đâu. Phải nhiệt tình với những người khác, phải nhiệt tình. Ví dụ như bạn Bình Yên hoặc là bạn Giang Kim Cúc, rồi cũng hồi nãy có Giang Kim Cúc có xem live stream á. Mình thấy những bạn Bình Yên, Giang Kim Cúc đó, những bạn đó rất là nhiệt tình với mình, rất là nhiệt tình. Còn bạn Yên Nhi, bạn Phạm Thị Yên Nhi, nhiều bạn, bạn Lê Kim Loan, những bạn đó rất là nhiệt tình. Tức là cái sự nhiệt tình của các bạn, nó cảm giác nó rất là tuyệt vời. Nhiều mình gặp rất là nhiều bạn, nhiều bạn nhiệt tình lắm. Hoặc là vợ chồng của bạn Lê Thi Vi, hồi tối đi ăn cơm tối với gia đình mình, hai vợ chồng bạn rất là nhiệt tình. Hoặc là bạn Bùi Đình Phúc, nhiều rồi. Mình thấy là cuộc đời mình rất là may mắn bởi vì mình có những người bạn họ rất là nhiệt tình. Ok, bạn Châu Thi Đa này cũng là một bạn rất là nhiệt tình ở mãi dưới An Giang Tri Tôn, vô cùng nhiệt tình. Mình thấy là cuộc đời mình rất là may mắn bởi vì mình có những cái mối quan hệ, những cái người bạn, những người chung quanh mình vô cùng nhiệt tình. Và các bạn có đồng ý không ạ? Ai cũng trân trọng và quý mến những người nhiệt tình hết, đó là điều chắc chắn. Những người như thế nào, những người mà không có nhiệt tình, những người rất là lơ đễnh thì không ai thích hết. Các bạn có đồng ý ra điều nào không? Ai thích hết, và họ luôn trân trọng và quý và biết ơn những người nhiệt tình có dưới mình.
và mình thấy cuộc đời mình nó may mắn ở đó là bởi vì mình quen và mình biết những người nhiệt tình. Bạn Kim Đào cũng tuyệt vời, ok chưa? Bé Kim Đào nè vừa comment đó, rất là hiền lành, rất là giỏi giang nhưng mà rất là nhiệt tình. Thì những cái con người như vậy ai cũng thích hết, các bạn hình dung chưa? Ai cũng thích chơi với những con người như vậy hết, ai cũng có thích xây dựng mối quan hệ với những con người nó như vậy hết. Hoặc là anh đô cái xấu hai đô nhiều nó là nếu mà bạn không đủ cái sự nhiệt tình thì rõ ràng cái việc bạn xây dựng mối quan hệ là bạn sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cái điều thứ 10 là lúc nào phải tươi, cười tươi. Ok, cười tươi, ok chưa? Cười thật nhiều, tươi thật nhiều, ok chưa? Phải biết cười, phải biết cởi mở, gặp ai cũng cười, thường xuyên nở nụ cười trên môi. Ai cũng thích người cười nhiều hết, ai cũng thích người mà vui vẻ, vui tính hết, hài hước hết. Người ta sẽ tránh xa những người nghiêm trọng đi, và người ta sẽ rất là thích chơi với những người nhiệt tình năng nổ. Và chính những con người nó như vậy nó làm cho cuộc sống chúng ta nó ý nghĩa hơn. Nên là bạn có sẵn sàng để mà cười nhiều hơn không? Nếu mà bạn nào chưa cười thì như thế nào thì phải tập mình cái tính cách đó. Mình là gặp ai là cái nụ cười mình nở trên môi trước, mình cười trước, ok chưa? Rồi mọi thứ tên sau. Tuy nhiên qua 10 cái điều này thì mình sẽ đúc kết cho bạn một cái từ khóa. Mình sẽ đúc kết cho bạn một cái từ khóa rất là quan trọng là gì là làm gì làm thì hãy luôn đối xử trân trọng đối với những người chung quanh mình. Đây là bạn muốn người khác trân trọng thì mình phải trân trọng người khác, chứ phải mình bắt người khác trân trọng đối với mình. Phải luôn đối xử trân trọng đối với người khác. Hãy nhớ cái từ khóa này. Có một cái câu chuyện rất là hay mà mình luôn nhớ. Cái câu chuyện rất là hay mà mình luôn nhớ là hôm đó quảng cáo một cái lớp học rất là cao tiền, và cái người đứng lớp là ông tổng giám đốc của một cái tập đoàn toàn cầu, một cái công ty cực lớn, một người lãnh đạo cực lớn của một cái công ty toàn cầu. Và như thế nào và dĩ nhiên đăng ký trong lớp học đó cũng là toàn là tổng giám đốc CEO của các cái công ty lớn thôi. Và muốn về học cái bài học từ cái ông tổng giám đốc này của một cái tập đoàn toàn cầu này. Ông vì sao mà ông thành công nó như vậy, ông lãnh đạo kiểu gì mà ông thành công nó vậy. Thì mọi người chờ ổng, rất là đông người vào chờ ổng. Và khi vào các bạn chưa, khi vào giờ học thì ổng lên trên bảng, ổng chỉ viết một câu duy nhất thôi rồi ổng đi ra và cái buổi học kết thúc. Cái câu duy nhất mà ổng viết để ổng trao trong lớp học đó là gì luôn đối xử trân trọng với những người chung quanh mình, một câu duy nhất, và ổng rời cái lớp học đó. Và thế từ lúc đó mọi người mới như thế nào mọi người mới ngộ ra rằng để ổng thành công, ổng mới có một mối quan hệ lớn, ổng phát triển ngày hôm nay là bởi vì ổng có được cái từ khóa là luôn đối xử trân trọng đối với người khác. Mà câu hỏi đặt ra là cái bài toán trong kinh doanh chúng ta đã có chưa? Các bạn đã biết cách đối xử trân trọng với những người xung quanh mình chưa? Ok chưa? Rồi, bạn nào chưa có sách thì hãy comment số điện thoại xuống để mua sách, và sách sẽ gửi đến nhà các bạn. Tối nay mình sẽ live stream trong cái lớp những người sở hữu sách của mình về cái lớp khởi nghiệp kinh doanh. Và từ đây tới Tết mình sẽ mở cái khóa học làm chủ online, làm chủ kinh doanh trên online, và các bạn sẽ được học trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn không cần phải về Bitcoin, các bạn học nó là các bạn có người thân bạn bè thì các bạn hãy kết nối giới thiệu để họ được học, họ đọc sách rồi xong họ học thì họ làm kinh doanh. Các bạn biết cuộc đời mà chuyển sang làm kinh doanh thì nó vẫn có tuyệt vời hơn. Cảm ơn các bạn đã xem cái buổi live stream trưa hôm nay. Chúc các bạn buổi trưa rất là ý nghĩa và những ngày cuối năm tuyệt vời. Bye bye các bạn.